Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của ATW Team. Tôi là Nguyễn Hoàng Phát và trong clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tập tác Parlay Around the World. Động tác Parlay Around the World là một động tác vòng chân của bóng 3 vòng trên không. Và động tác này được sáng tạo bởi một huyền thoại trong làng bóng đá nghệ thuật, đó là Parlay. Và để có thể làm được động tác Parlay Around the World, các bạn cần phải làm được 4 động tác sau. Động tác đầu tiên đó là Le Mans Around the World. Động tác thứ hai đó là Magellan Around the World. Động tác thứ ba đó là Alternative Le Mans Around the World. Động tác thứ tư đó là Crossover Le Mans Around the World. Sau khi bạn đã tập luyện được cả 4 động tác này rồi thì các bạn hãy tập luyện động tác Le Mans Around the World. Các bạn hãy cố gắng làm liên tiếp động tác này càng nhiều càng tốt. Và ít nhất hãy làm được 3 động tác Le Mans Around the World liên tiếp. Bốn động tác này thì đều giúp bổ trợ cho việc tăng tốc độ chân của bạn lên. Đồng thời động tác Magellan sẽ giúp bạn có một độ kéo bóng lên chính xác và vừa tầm. Và cuối cùng các bạn hãy thử sức với động tác Parlay Around the World. Điều quan trọng nhất ở động tác Parlay Around the World đó là vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên các bạn sẽ phải kéo lên ở một độ cao vừa đủ, bật nhảy khi chân của chúng ta vòng qua được 3/4 của trái bóng ở vòng đầu tiên. Sau đó hãy dùng hết sức và tốc độ của mình để thể vòng thật nhanh qua trái bóng. Và tôi có một lưu ý cho các bạn, không chỉ riêng với động tác Parlay Around the World mà với tất cả những trích 3 vòng, điều quan trọng nhất đó là vòng đầu tiên. Vì vậy các bạn hãy tập trung và dồn hết sức của mình vào vòng đầu tiên thì 2 vòng sau các bạn sẽ qua rất dễ. Như vậy là trong clip lần này tôi đã hướng dẫn cho các bạn động tác Parlay Around the World. Nếu như các bạn thấy hay, các bạn hãy like, share và đừng quên subscribe tài khoản YouTube của chúng tôi nhé. Subscribe ở đây và các bạn có thể xem các clip khác ở đây. Ở đây. Và các bạn đừng quên comment ở phía dưới động tác mà các bạn muốn chúng tôi hướng dẫn ở các clip lần sau.